Bởi vì khi tao nói tập cái hình nằm kiển á, mấy thằng cơ đẹp chưa chắc nó mạnh đâu nha. Mấy thằng cơ đẹp là cơ nó no, cơ nó đẹp. Còn mấy thằng cơ xấu xấu nó mạnh lắm. Nói chung là nguyên tắc của FS7 là cũng tác động tới cơ loại bền 1B thôi. Mà khi mà để chúng ta đến được cơ loại bền 1B thì cơ loại bền 2 là nó đụng càng rồi. Trong tất cả những bài tập chúng ta phải hãm tạ tốt. Chúng ta tập sức mạnh trâu bò thôi thì khỏi hãm kỹ khô thì tập được thôi. Hiểu không? Nên khi tập chúng ta phải tập gì mục đích gì? Tôi tập gì cơ hay tôi tập gì cho ta thấy tôi mạnh? Các em hiểu động tác hãm tạ là gì không? Rồi bây giờ chúng ta đứng ở lầu 3 tháng lầu C vùng 7 để tập một cái bài về xô tiếp. Nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ không tập FST7 nữa, mà chúng ta chỉ tập một cái phương pháp mà nó tăng cường độ, bổ trợ cho cái tầng lean body nâng cao thôi. Tập bình thường chúng ta sẽ thực hiện 4 set ở bài tập này, và chúng ta tập mỗi set 15 rep. Và nên nhớ, mỗi set 15 rep chúng ta chú ý range động tác phải tối đa. Bài tập này không có tập nặng, close grip cầm hẹp vào. Dương Nguyễn tập 60 pound thôi, cầm hẹp vào đó, cầm ngửa, cầm hẹp vào, cô lập cơ lưng, kéo nè, kéo chạm được tới đây là tốt. Ok, 1 2 chậm thôi, 3 chậm thôi, lấy cái nón ở đây giùm em đó, sao cho khi mà xuống á ép lưng lại. 5 lên chậm xuống. Ăn tiền là cái xuống rồi nha. Kéo nè, kéo nè, kéo nè. Rất là mỏi. Nó nhẹ, khối lượng tạ này nó sẽ không căng được như khối lượng tạ nặng. Chúng ta căng mà kích thích thôi. Ở đây bài tập này là cái range, nó là cái cách nó ép cái lưng thấp sấp nhất vậy nè, mà hai cái tay nó cầm gần. Chỉ còn bài tập phải làm được chuyện đó thôi. Thì chúng ta focus vào cái tập đó. Coi chứ cũng mệt lắm chứ bộ giỡn hả? Vô tập thử đi mấy em. Và tương tự, nghỉ ngắn thôi, 30 phút không làm gì. Cái khó là chúng ta lên nó rất chậm rãi. Cái động tác hãm tạ nó quan trọng lắm em. Các em thường thường các em tập đẩy ngực hay là gì, tụi em không hề có động tác hãm tạ. Mà tụi em không có động tác hãm tạ là coi như buổi tập của em nó chắc được 25%. Các em hiểu động tác hãm tạ là gì không? Nó kiểm soát cơ. Đó, cái động tác hãm tạ nó rất là quan trọng trong tất cả những bài tập chúng ta phải hãm tạ tốt. Còn nếu mà chúng ta tập mà không dùng thức tăng cơ, chúng ta tập sức mạnh trâu bò thôi thì khỏi hãm kỹ khô thì tập được thôi. Hiểu không? Nên khi tập chúng ta phải tập gì mục đích gì? Tôi tập gì cơ hay tôi tập gì tôi cho ta thấy tôi mạnh. Lại nè. Kéo nè. Hãm nè, hãm nè không? Hãm nè. Hãm nè. Đó. Hãm đó. Còn về là fail nha, nè. Đó. Không hãm gì nè không? Đúng đúng nha. Hãm tạ. Bốn rồi đó. Tập phải rung cơ chứ em. Tại sao tập nhẹ được không? Không có ăn chuột. 10 chắc cái lưng là 9. Thấm rồi đó. 12 13 14
thấm rồi đó mấy em, đơn giản không? Thấy cái mai, thấy cái mai của thầy rồi đấy, thấy cái mai rùa của thầy luôn. Thôi, thôi dùng muỗng kem nha. Tức là ở đây là những giáo án video nâng cao. Tôi chỉ bạn cái bài nào là bài đó nó có quyền cơ, nó có cái tip nào đó mới đáng để bỏ tiền ra làm video, chứ không phải ngồi để làm video nhảm nha các bạn. Bạn nhìn như thế không? Có thể tao video di giỡn như vậy gì đó. Đó là cái phong cách. Nhưng mà nghĩ cái một video đầu tư rất là nhiều tiền thì không phải đơn giản là chuyện tập cho vui. Tùy độ phục hồi của bạn, không được quá một phút. Bạn nghĩ quá một phút là bạn fail rồi, bạn dở ẹt luôn rồi. Set 3. Cao như nhau thôi mà, nó cũng mỏi nó bơm. Nói chung là nguyên tắc của FS7 là cũng tác động tới cơ lội bền 1B thôi. Thì cái bài tập này cũng tác động tới cơ lội bền 1B. Mà khi mà để chúng ta đến được cơ lội bền 1B thì cơ lội bền 2 là nó đụng càng rồi. Cái này là đang đẩy vô cái hệ mà hệ lactic. Làm như vậy cơ bắp mình nó mới có độ no, độ tròn, độ căng. Còn ví dụ như các bạn tập bình thường nó sẽ ra độ mạnh. Bởi vì khi người ta nói tập tới hình nằm kiển, mấy cơ đẹp chưa chắc nó mạnh đâu nha. Mấy cơ đẹp là cơ nó no, cơ nó đẹp. Còn mấy cơ xấu xấu nó mạnh lắm. Nhưng mà nói thì nói nha, nguyên tắc tập gym là gì? Không được yếu, mình tập nó phải toàn diện. Cơ loại 2 mình luyện, cơ loại 1 nó luyện, phải luyện hết cả hai cơ luôn. Chứ không phải là đổ thừa xong anh Di nói vậy em đẹp mà em yếu, không có nào đẹp mà yếu hết á. Nó không mạnh bằng cái thằng kia thôi chứ nó không thể nào gọi nó yếu được. Vô. Đó, nhức đó. Dịp xung cái là nhức rồi đó không? Cái nào phù nữa nè. Anh nữa nè. 11. Ok. Anh nữa nè. Cố lên. 15. Bà thấy cái nào phù nữa nè. Bà thử đi em. No. 5 cái đi. Căng còn đau cơ. Thử đi cho nó căng. Có hai cục nè. Thử đi. Thử đi. Đã lắm. Ngược lại. Ừ. Nè coi nè không. Thử nha. Ăn tiền cái xuống nha. Hẹp tí nữa. Ờ rồi. Kéo xuống. Nó chạm đây nè, đó cái động tác như nè. Em kéo sao cho em ép cái lưng vô đây nè. Em ép vô đây nè, nó ép vô đây nè, không? Đã không? Bỏ tay nè. Đó, đã không? Ừ. Rồi xong lên từ từ. Lên từ từ. Từ từ, nhả lưng ra lên từ từ. Rồi. Giật xuống, đó. Ăn tiền là cái vô đó. Phải không? Đó. Nó vừa căng mà nó vừa... Nè, thấy không? Trời đất ơi, bài này là huấn luyện Olympia mà. Rồi, được rồi, thôi. Demo thôi.
Đó nên các bạn cứ trải nghiệm cái cách tập đó đi. Tăng cường độ cao rất tốt. Khi chúng ta kết thúc cái buổi tập lưng, chúng ta tạm biệt bằng một bài này là đẹp. Đó, những cái bài tập mà Di Nguyễn chia sẻ trong buổi tập ngày hôm nay là những bài tập cường độ cao, là thường là tập vào rep cuối cùng ngày tập lưng. Bài này khá là thư giãn. Không dám thư giãn đâu, em tập 4 cái là vậy thôi, chứ tập 15 cái thì thư. Nhưng mà cảm giác nó căng nó sướng lắm, tại đang nhức cơ mà nó căng nó sướng. Mấy cái đầu thôi, mấy cái sau là trời ơi quá liệt.